Ngày nào cũng vậy hết chứ? Ngày nào cũng làm cho coi. Bắt đầu 1 giờ là tới 5 giờ sáng, 6 giờ. Bữa nào mưa, bữa nay chắc tới 5 giờ mấy, 6 giờ, 5 rưỡi. Công việc của chú anh có theo ca không? Hay là cứ ngày nào cũng cái, này, cái ca này? Làm, ca chết cho coi. Làm cũng làm vậy đó, có một ca rồi. Vậy thì nhiều hôm sức khỏe mình yếu thì sao? À cái lúc bữa đầu mình mệt quá thì mình nghỉ. Chị đang quét bên đó. Hai vợ chồng cùng đồng vợ đồng chồng ha. Cảm động ghê. Làm bả làm. À dạ. Là coi như mình lãnh đường đó. Dạ. Dạ. Tháng thì mình ví dụ 3 đường, 4 đường, 5 đường vậy đó. Dạ. Đi quét mấy người cũng được hết trơn công việc của mình. Dạ. Hai ly phê chú ơi. Mình làm xong sớm thì mình về sớm. Giờ này là có cà phê uống rồi đó. Cảm ơn chú nha. Cảm ơn chú.
giờ xong.